Chương 1 nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Mẹ thân yêu, đêm qua trong trường chúng con xảy ra một vụ án mạng. Cô giáo Springer dạy thể dục bị giết. Cảnh sát đến đây từ sáng và thẩm vấn tất cả mọi người. Bà giáo Chatwick dạy toán ra lệnh cấm chúng con không ai được lộ tin này ra, nhưng con nghĩ rằng mẹ muốn biết mọi tin tức ở đây. Jennifer Sutcliffe là một học sinh trung học 15 tuổi, rất thích chơi tennis. Trước khi vào năm học mới, cô được mẹ, theo lời khuyên của bác sĩ, đưa đến Trung Đông để nghỉ dưỡng, nhằm giúp cô phục hồi lại sau căn bệnh viêm phổi. Một trong những điểm mà mẹ cô chọn đưa cô đến là Ramat, một xứ sở tràn hòa ánh nắng. Cậu của Jennifer, một phi công riêng cho hoàng thân của xứ sở Ramat đã tử nạn trên đường đưa hoàng thân thoát khỏi cuộc đảo chính trong nước ông ngay vào khoảng thời gian Jennifer và mẹ đang du lịch ở đó. Xung quanh cái chết của ông, người ta tin rằng có nhiều chuyện liên quan đến mẹ con cô. Jennifer, như đa phần các cô bé ở độ tuổi đó, rất vô tư và chưa có suy nghĩ sâu sắc. Mùa hè năm đó, cô vào trường Meadowbank, một trường nội trú dành cho nữ sinh mọi việc ở trường, nhìn trên bề mặt đều không có gì bất thường, dù có sự hiện diện của một học sinh mới rất danh tiếng là công nương Seo Lơ, người thừa kế duy nhất và hợp pháp của hoàng thân xứ Ramat. Nhưng cô không biết là ở đó cũng có sự hiện diện của một con cú vọ giữa đàn bồ câu. Cái ác, mà cái ác thì không dừng lại trước bất cứ thứ gì, kể cả giết người, để đạt được điều mà chúng mong muốn, sao 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 hôm nay là ngày khai giảng của trường nữ học nổi tiếng Meadowbank. Đã gần cuối chiều, ánh nắng xiên khoai vẫn còn chiếu xuống những lối đi rộng xuyên qua hoa viên, dẫn đến một tòa nhà kiến trúc theo kiểu cổ. Cô giáo Van Zietert trong bộ áo liền váy may cắt tuyệt đẹp đang tiếp đón các phụ huynh học sinh đưa con em họ tự trường. Ngay cạnh đấy là bà giáo Cha Tuyết, dáng điệu hoàn toàn thoải mái, khiến người ta có cảm tưởng bà là người không thể thiếu trong trường nữ học này. Mà đúng thế, bà giáo Cha Tuyết đã có mặt tại trường ngay từ ngày đầu chính bà đã cùng với bà hiệu trưởng Bao Chốt sáng lập ra trường nữ học này. Bà giáo cha tuyết đeo kính cận, mặc tấm áo dài hết sức giản dị, thái độ niềm nở. Cần nói ngay rằng bà còn là một giáo viên dạy toán tuyệt vời. Đám phụ huynh và con cái họ vẫn tiếp tục đi vào tòa nhà. Trong văn phòng nhà trường trên tầng 2, cô Anne Saplen, thư ký riêng của bà hiệu trưởng Bauschot đang lo gửi thư từ giao dịch đi các nơi cô chạc 30 tuổi, có mái tóc đen nhánh búi lại và thắt một dải sa tanh sau gáy. Cô vừa làm việc vừa chốc chốc đưa mắt nhìn qua cửa sổ xuống sân trường, nơi học sinh đang tấp nập kéo đến. Đột nhiên cô thư ký ngừng tay, chăm chú nhìn xuống dưới. Một chiếc xe du lịch cực kỳ sang trọng nhãn Cadillac màu xanh ra trời lăn bánh qua cổng ngoài, đến đậu sát thềm tòa nhà xe vừa đỗ, người tài xế ra dám nắng, dầu quay nón nhanh nhẹn mở cửa xe bước ra, đĩ vòng sang bên đối diện, kính cần mở cửa xe cho một cô gái trẻ da nâu bước ra. Có lẽ chính là vị công nương nhà trường đang đợi đấy chăng? Cô thư ký en thầm nghĩ và ngay lúc đó cô thầm tự hỏi, liệu nàng công nương mảnh rẻ của một quốc gia Trung Đông kia, khi mặc bộ đồng phục nữ sinh của trường Meadowbank trông sẽ ra sao? En nhún vai, quay vào tiếp tục làm việc. Đây là lần đầu tiên En sập lần làm việc trong một trường học. Trước đó cô đã từng làm thư ký cho một trong những nhà doanh nghiệp lớn nhất, thậm chí đã từng làm nhân viên văn phòng cho một bộ của chính phủ. Lần đó đích thân ông bộ trưởng mời cô đến làm thư ký riêng cho ông. Lúc nhận làm việc cho trường nữ học Meadowbank này, En đã thầm tự hỏi liệu làm ở một nơi chỉ toàn nữ giới có tẻ nhạt không? xung quanh mình chỉ toàn đàn bà con gái. Tuy nhiên, ta cũng cứ thử vào làm xem sao. Và lại cô đã có Dennis, chàng trai kiên trì, lần nào đi công cán ở Malaysia, Miến Điện, hoặc một quốc gia xa xôi nào đó trên thế giới về, cũng đến tìm gặp En ngay và nhắc lại lời cầu hôn với cô. Lần nào En sập lần cũng lần nữa chưa chịu trả lời dứt khoát. Dennis là chàng trai rất đáng quý, nhưng cô e ngại, lấy một người chồng thường xuyên đi công cán nước ngoài liệu cô có chịu nổi không? Cuộc sống của cô có đơn điệu quá không? Đơn điệu ư, điều e ngại lúc trước bây giờ quay trở lại. Trường học này chỉ nhận nữ sinh, các giáo viên cũng đều là nữ, cả trường không có một người nam giới, trừ bác thợ làm vườn già, ngoài 60 tuổi, lại suốt ngày chỉ cặm cụi trong khu hoa viên của trường. En lần đang miên man suy nghĩ theo hướng đó thì đột nhiên, lúc đưa mắt nhìn qua cửa sổ xuống vườn, cô chú ý đến một người nam giới lạ mặt đang sửa lại hàng rào cây xanh dưới vườn hoa. En chăm chú nhìn, người đàn ông này hoàn toàn không phải ông già, thậm chí còn khá trẻ, vóc người cân đối và dáng điệu đặc biệt nhanh nhẹn. Ai thế nhỉ? Phụ việc cho bác già Briggs chăng? Hẳn là như thế, cô thư ký En ngắm nghi anh ta thêm chút nữa. Trông anh ta có vẻ trí thức, ít nhất cũng là người có học vấn cao. Cô thầm đoán, chắc anh ta xin vào làm chân phụ việc cho bác già làm vườn chỉ là làm thêm. Chẳng là giá cả hồi này leo thang, lương không đủ tiêu dùng. Chắc là như thế, cô thầm nghĩ, dù sao cũng còn có một nam giới để mình trò chuyện những lúc cần giải khuây. Cô dự định, thảo xong lá thư giao dịch cho bà hiệu trưởng sẽ lững thững xuống vườn dạo chơi chương 2, nghe chọn bộ tại mê com Hai tháng trước đấy, tại một quốc gia Trung Đông diễn ra những sự kiện đảo lộn cuộc sống nơi đó dư âm của nó lan xa, tác động cả đến cuộc sống tại ngôi trường nữ học nổi tiếng trên hòn đảo Anh quốc này. Trong cung điện hoàng gia tại Ramat, hai người đàn ông còn khá trẻ vừa hút thuốc lá vừa trao đổi về triển vọng sắp tới của tình hình vương quốc. Một người có nước da màu nâu, cặp mắt to màu đen u buồn, chính là hoàng thân Ali Yusuf, người đang đứng đầu vương quốc Ramad. Tuy là một quốc gia nhỏ, nhưng Ramad lại là một trong những quốc gia giàu nhất khu vực Trung Đông này. Người đàn ông thứ hai tóc vàng, chứng tỏ ông ta là người châu Âu. Đó là phi công riêng của hoàng thân chỉ sống bằng đồng lương, mặc dù đồng lương hậu hĩ. Bất chấp địa vị hai người hết sức khác nhau, một là chủ và một là người làm công, nhưng họ đối xử với nhau rất bình đẳng và thân thiết. Bởi hai người là bạn học của nhau từ thời hoàng thân du học bên anh, vậy là vừa rồi bọn chúng bắn chính là nhằm vào chúng ta, vị hoàng thân lặp lại câu hỏi, dường như vẫn chưa tin vào điều đó. Điều đó đã quá rõ ràng, không còn phải nghi ngờ gì nữa, viên phi công bố Prolinson đáp, vậy là bọn chúng có mưu đồ thật sự, tất nhiên chúng muốn giết chúng ta mà lại nếu vậy từ nay chúng ta phải hết sức thận trọng đúng thế nhưng bây giờ đã quá muộn rồi trước đây hai tuần tôi đã khuyên hoàng thân nên lánh ra nước ngoài trốn tránh là điều bất đắc dĩ cùng đường lắm mới phải tính đến cách đó sau một chút im lặng suy nghĩ viên phi công người anh gợi ý sứ quán anh có thể cho chúng ta ẩn náu hoàng thân ali ngắt lời trốn vào sứ quán anh không đời nào, bọn đảo chính sẽ không tôn trọng quy chế ngoại giao đâu. Chưa kể làm như thế rất nguy hiểm cho ta, bọn chúng sẽ có cớ kết tội ta cấu kết với phương Tây. Người phi công hỏi khẽ, "Hoàng thân có người nào thân tín trong quân đội không?" Hoàng thân Ali lắc đầu, "Trước đây thì có, tất nhiên. Thậm chí ta có đến 15 sĩ quan thân tín, nhưng hiện giờ thì ta không còn tin bất cứ ai." Thậm chí ngay trong cung điện này cũng đã có những kẻ sẵn sàng phản bội ta." Viên phi công anh gật đần, "Tôi hiểu, trong cung điện nào trên thế giới chẳng có gián điệp, chúng ngày đêm theo dõi, thậm chí chúng có mặt cả trong sân bay." Hôm trước, nhân viên bảo vệ sân bay đã bắt quả tang một tên đang lúi húi phá hoại động cơ một chiếc máy bay. Cho nên tôi nghĩ chúng ta chỉ còn cách duy nhất là chạy trốn ra nước ngoài. Mà phải trốn ngay bây giờ chậm trễ là sẽ không gỡ lại được đúng thế ta ở lại sẽ bị chúng giết giọng hoàng thân ali điềm tĩnh không một chút xúc động người phi công anh bob rollinson nói tiếp lúc này toàn bộ điều quan trọng đối với hoàng thân là phải bảo toàn cho được mạng sống chúng ta bay theo hướng bắc sẽ không ai nghi ngờ tuy nhiên hướng đó toàn núi cao chót vót cho nên máy bay rất dễ gặp chuyện rủi ro dù sao cũng không còn cách nào khác ta rất không muốn ông vì ta mà gặp phải điều bất hạnh. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó. Và lại tôi chọn nghề này có nghĩa đã chấp nhận sớm muộn sẽ tan xác cùng với máy bay. Lúc này điều duy nhất cả hai chúng ta cần quan tâm là số phận của hoàng thân. Hoàng thân Ali im lặng một chút rồi nói, ta hoàn toàn không muốn làm một kẻ trốn chạy nhưng ta cũng không muốn bị đám dân chúng kia xé xác. Sau một lát suy nghĩ, hoàng thân quyết định thôi đành. Không còn cách nào khác. Vậy bao giờ ta cất cánh, càng sớm càng tốt. Tốt nhất là ngay bây giờ. Hoàng thân hãy đi xe ra sân bay, viên một cớ nào đó, thí dụ đi kiểm tra công trường xây dựng ở An Dây Gia chẳng hạn trên đường đi lúc xe chạy ngang qua bên ngoài sân bay hoàng thân ngỏ ý muốn dùng máy bay để kiểm tra từ trên cao nhìn xuống công trường và cho xe chạy vào sân bay đúng lúc đó tôi đã chuẩn bị xong máy bay chúng ta sẽ cất cánh dĩ nhiên hoàng thân đừng mang theo hành lý gì hết để tránh bị nghi ngờ ta sẽ không mang theo bất cứ một thứ gì ngoài nói đến đây hoàng thân ali mỉm cười và người phi công thấy đột nhiên nét mặt ông ta biến đổi hẳn hoàng thân ali không còn vẻ mặt một con người đã từng theo học tại châu âu như mọi khi mà trở lại là một ông vua phương đông hiểm độc đầu óc chứa đầy mưu mẹo để thoát khỏi những hiểm nguy ghê gớm nhất ông thọc tay sâu vào tận lớp áo trong từ từ lôi ra một cái túi nhỏ bằng da thuộc người phi công anh còn đang ngơ ngác chăm chú nhìn thì vị hoàng thân đã mở chiếc túi nhỏ bằng ra, dốc tất cả những gì đựng trong đó lên mặt bàn. Người phi công anh như nghẹn thở, ông lẩm bẩm, lại trời, toàn thứ thiệt đấy sao? Hoàng thân cười láo lỉnh, tất nhiên, những viên kim cương và đá quý này là của cha ta. Người đã tậu được qua các trung gian tin cậy ở Anh, Ấn Độ và ở ngay cả trên đất Nam Phi dòng họ vương tộc của ta vốn có lệ đó, luôn luôn chữ sẵn những thứ này đề phòng trường hợp bất chắc. Ông hiểu chứ? Rồi giọng nói trở nên mơ màng, hoàng thân Ali Yusuf tiếp lời. Theo thời điểm hiện nay, toàn bộ số đá quý này trị giá không dưới 7 triệu bảng Anh. Viên phi công Anh thì thầm, có cái túi này trong người thì quả là vượt qua được bất kỳ trở ngại nào. Đúng thế, nhưng số báu vật này mà có người nhìn thấy thì chưa biết những chuyện gì có thể xảy ra những vụ án mạng ấy chứ thứ này ta không dám giao phó cho phụ nữ họ sẽ không nhịn được mà đeo lên người thế là mất mạng như chơi trái lại ta muốn giao phó cái túi này cho ông giao phó cho tôi bob rollinson kêu lên đúng thế vì ông là người lương thiện và ta biết ông sẽ nghĩ ra được cách giấu kín nó sau đây ta sẽ cho ông biết tên và địa chỉ một người mà ta tuyệt đối tin cậy để ông định liệu. Nếu trường hợp ta chết trong chuyến hành trình này, bởi làm sao con người biết được ý muốn của Thượng đế Ala? Chương 3, nghe chọn bộ tại mê audio com Bước chân dọc theo những hành lang ngoát ngoéo trong cung điện Hoàng gia Ramat, gót giày nện xuống nền đá hoa cương tạo nên những tiếng vang khô khốc phi công bob rollinson cảm thấy như xung quanh đang có hàng trăm cặp mắt nấp sau những hàng cột kia lén nhìn mình chưa bao giờ ông dám nghĩ là một ngày nào đó sẽ mang trong người một tài sản thậm chí trị giá chỉ bằng một phần ngàn kho báu lớn lao này người phi công anh cố giữ cho dáng đi cũng như vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên để không một người nào trong cung điện có thể thoáng một chút nghi ngờ ra đến sân các lính canh bồng súng chào bob trong lòng vẫn còn bàng hoàng viên phi công anh ra đến đại lộ lớn nhất của thủ đô ramat giống như mọi đường phố lớn của các thủ đô phương tây nơi đây cũng bộc lộ rõ sự tranh lệch quá lớn giữa giàu và nghèo ta đi đâu bây giờ bob rollinson thầm tự hỏi ông chưa có kế hoạch nào hết tính sẽ tùy cơ định liệu nhưng phải định liệu thật nhanh thời gian đã gấp gáp lắm rồi đầu óc như mụ đi, không nghĩ được gì hết. Bob Rollinson quyết định ghé vào một tiệm giải khát để trấn tĩnh. Ông bước vào một quán rượu của dân bản địa, gọi một ly trà đường pha chanh. Khung cảnh nơi này rất thích hợp để ông định thần trở lại. Bàn bên cạnh có hai người đàn ông đang chơi sấp ngửa, mày sát phạt nhau, không quan tâm gì đến xung quanh. Bàn cách xa là một ông già đang nhấm nháp ly rượu, mắt lơ đãng nhìn xuống chiếc ly. Bob Prolinson không tin rằng mọi số phận đã được định đoạt từ trên trời, ông theo châm ngôn: "Ta tự cứu mình thì rồi thượng đế sẽ cứu ta", ông thầm tính. Hay đem số báu vật này đến gửi ở đại sứ quán Anh? Không được, bởi không đời nào sứ quán chịu ôm lấy một trách nhiệm to lớn đến như vậy cách đơn giản nhất là tìm một người tin cẩn đồng thời người đó lại phải không gây nghi ngờ khi vượt qua biên giới để sang nước khác thí dụ sang anh chẳng hạn nhưng hải quan nhiều quốc gia nhất là hải quan nước anh rất tò mò nếu một tài sản lớn trị giá hàng triệu bảng như thế này bị họ phát hiện thì chưa biết hậu quả sẽ ra sao tuy biết như thế nhưng bob không tìm ra được cách nào tốt hơn đột nhiên bob rollinson sực nhớ ra mải lo nhiều chuyện quá, ông quên bẵng mất bà chị ruột tên là Joan Sutcliffe, hiện cũng đang có mặt tại Ramat cùng với đứa con gái tên là Jennifer. Sau khi khỏi bệnh viêm phổi, đứa bé được bác sĩ khuyên nên dưỡng bệnh ít lâu tại một nơi nào nhiều ánh nắng và không khí không ẩm thấp. Joan bèn đưa con sang đây. Vài hôm nữa hai mẹ con sẽ trở về Anh, họ không đáp máy bay được mà phải tàu biển. Bốp biết rằng bà chị ruột là người ông có thể hoàn toàn tin cậy. Ít nhất ông cũng biết rằng không sợ bà chị đem những thứ nữ trang này ra đeo. Điều duy nhất làm ông ngại là tính bà Doan toàn toạc không giấu được ai cái gì bao giờ. Với tính nết như thế, nếu bốp có căn dặn bà đừng lộ ra với ai thì bà sẽ để lộ ra bằng cách khác, nghĩa là chăm chăm giữ vẻ bí mật như để nói với mọi người rằng tôi đang giữ một thứ cực kỳ bí mật đây. Ngoặc kép chấm và như thế còn nguy hiểm hơn. Nhưng thời gian đã rất gấp, không thể trần trừ được nữa. Viên phi công Bob Rollinson bước ra khỏi quán hàng và như cái máy, ông đi nhanh về phía khách sạn lớn nhất thủ đô Ramat, có cái tên hoanh hoang là khách sạn Reed. Cô tiếp viên khách sạn nhìn thấy người phi công Anh, niềm nở, chào ông sĩ quan. Hẳn ông muốn gặp bà chị phải không? Hai mẹ con bà ấy đi picnic mất rồi, picnic bốp không còn tin vào tay mình nữa tình hình rối loạn thế này mà vẫn đi chơi được lại còn picnic nữa vâng đúng thế đấy thưa ông bà sắt clip đi cùng với ông bà hớt ở công ty dầu lửa họ lên đập kata diwa suýt nữa bốp văng tục đi chơi xa thế thì phải nhiều tiếng đồng hồ nữa bà chị ông mới về khách sạn được cô vui lòng cho tôi mượn chìa khóa phòng bà ấy vậy cuối cùng bốp nói như mọi khi, phòng hai mẹ con bà sắt clip hết sức bừa bộn. Bà chị ông có tính rất ghét sự trật tự, ngăn nắp. Những chiếc gậy chơi gôn quăng bừa bãi trên ghế salon, còn cây vợt tennis thì nằm trên giường, áo quần tung tóe bừa bãi ra khắp mọi chỗ. Trên bàn, cả một chồng biêu thiếp, với mấy cuộn phim và đủ thứ vật kỷ niệm nhỏ sản xuất tại Nhật Bản, Bombay. Nằm sát tường là mấy chiếc vali, cái đóng cái mở. Một điều đã rõ ràng. Bob sẽ không gặp được bà chị trước khi lên máy bay chạy trốn cùng với hoàng thân Ali. Lao lên tận đập kata đi hoa tìm bà sắt clip rồi quay về thì không thể được. Tất nhiên Bob có thể bọc cái túi ra đựng kim cương, để lại đây kèm theo một mảnh giấy dặn dò, nhưng ông biết rằng ở Ramat này, bất cứ người dân châu Âu nào cũng bị theo dõi xít sao. Cho dù y có cẩn thận đến mấy có nghĩa việc ông vào khách sạn Ritz này không thể không có người đã biết. Họ sẽ vào đây, mở cái túi ra và đọc mảnh giấy ông viết cho bà sắt clip. Thời gian vẫn tiếp tục trôi nhanh. Hay giữ lại kho báu này. Hoàn toàn không thể được. Bob Rollinson đưa mắt nhìn khắp căn phòng, đột nhiên ông mừng rỡ. Ông nghĩ ra được một cách. Viên phi công lấy kho báu trong túi áo ra, bắt tay ngay vào việc thực hiện đang làm, bỗng ông giật mình, nhìn vội ra ngoài cửa sổ. Không phải, phòng bà chị không có bao lớn. Thần hồn nát thần tính, ông đã tưởng có ai ngoài đó đang theo dõi. Làm xong, bốp thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không hề có ai nghi ngờ gì hết. Ngay bà sắt clip, và cả đứa cháu gái, tất nhiên càng không ngờ. Bà chị ông là người chỉ quan tâm đến mỗi một mình bà. Bob Rollinson cẩn thận xóa mọi dấu vết của công việc ông vừa làm. Sau đấy ông bước đến gần cuốn lốc lịch đặt trên ghế đầu. Tất nhiên ông phải để lại mấy chữ cho Doan, nhưng viết thế nào để ai tò mò đến mấy cũng không đoán ra được ý nghĩa thật. Nếu viết khéo, còn có thể đánh lạc hướng kẻ nào đọc được bức thư này. Khi về đến nước Anh, ông sẽ tìm cách liên lạc ngay với bà chị. Bức thư như sau chị Doan thân mến, em đến tìm chị định rủ đến câu lạc bộ chơi vài ván gôn vào tối nay, nhưng chị lại đi vắng, em không gặp được. Nếu có thể được, mai đến gặp em ở câu lạc bộ gôn nhé. Vào 17 giờ, được không? Bob, vậy là đạt được cả hai mục tiêu, Bob Rollinson thầm tự bằng lòng. Bà chị ông không hề biết ông em sắp rời khỏi đây, và như thế có nghĩa cũng sẽ không ai biết thêm vào đó là nếu có chuyện gì không ai có thể nghi ngờ bà doan sắt clip được bob suy nghĩ một lát rồi nhắc máy điện thoại quay số đại sứ quán anh john đấy phải không bob rollinson đây đúng thế mình cần gặp cậu ngay càng sớm càng tốt chẳng là có một cô ả tuyệt đẹp cực kỳ hay nhưng mình lại vụng về làm cô ả giận mình hiểu cậu thì bao giờ chẳng thế chuyện làm con gái giận Thôi được, mình sẽ đến gặp cậu lúc 14 giờ. Thế là xong, Bob đã báo tin được cho sứ quán. Cô gái tuyệt đẹp là ám hiệu để chỉ có một âm mưu lớn đang được chuẩn bị. Bộ máy nghe trộm điện thoại ở Ramat hoạt động rất hiệu quả, nhưng cũng không thể đoán ra dược nội dung điều ông báo tin cho sứ quán. Bây giờ thì Bob Rollinson yên tâm. Ông đã báo được cho bạn biết chuyện về kho báu, và bà chị ông thì không biết gì hết. Bốp còn báo thêm cho bạn ở sứ quán biết vài hôm nữa bà Doan sắt clip sẽ đưa con về anh bằng đường biển. Còn những chuyện khác thì hiện chưa thể đoán trước. Hoàng thân Ali Yusuf có thể sang được châu Âu mà cũng có thể bị nạn dọc đường và chết. Còn số phận của bốp thì lại phụ thuộc vào số phận của hoàng thân. Liếc nhìn lại lần cuối cùng căn phòng đồ đạc bừa bộn, bốp đặt phong bì vào chỗ dễ nhìn thấy nhất rồi ông bước ra cửa ngoài hành lang không có ai. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Phòng khách sạn bà Doan sắt clip thuê không có bao lơn, nhưng phòng bên cạnh lại có. Tại thời điểm lúc viên phi công người Anh của Hoàng thân Ali ra đến hành lang thì bà khách thuê căn phòng bên cạnh cũng rời khỏi vị trí quan sát, tay vẫn còn cầm chiếc gương soi nhỏ, thật ra lúc nãy bà ta bước ra ngoài bao lơn chỉ cốt để soi gương nhìn cho rõ sợi lông mọc oái oăm trên cằm sau khi đã nhổ xong sợi lông bà ta chìa khuôn mặt ra ngoài ánh sáng trời để soi gương cho kỹ thêm xem còn chiếc lông xấu xí nào nữa không tình cờ bà ta nhìn thấy trong tấm gương một cảnh tượng gợi cho bà ta chỉ lò mò chẳng là do đưa lên vào một góc độ nào đó trên mặt tấm gương nhỏ hiện ra một phần của tấm gương lớn trong phòng bên cạnh và trên tấm gương này bà khách nhìn thấy hình một người đàn ông ông ta quay lưng về phía gương đang lúi húi làm những động tác hơi lạ bà khách tò mò bèn giữ nguyên vị trí như cũ đứng bất động tiếp tục quan sát bà ta rất bực mình thấy không sao đoán nổi người đàn ông phòng bên cạnh đang làm gì hẳn là người giàn ông đó có thể nhìn thấy tấm gương nhỏ trên mặt tấm gương lớn trong phòng ông ta, nhưng vì ông ta mải mê làm công việc của mình, nên không ngẩng đầu nhìn lên gương một lần nào. Rồi bà khách phòng bên cạnh nhìn thấy người đàn ông hí hoáy viết lên tờ giấy bóc ở lốc lịch. Sau đó hình người đàn ông biến mất trên tấm gương soi, bà ta đoán ông ta ra gọi điện thoại. Bà cố giỏng tai nhưng không nghe được ông ta nói những gì tuy nhiên bà ta linh cảm thấy cuộc trò chuyện trong điện thoại có vẻ không quan trọng cuối cùng bà khách nghe thấy tiếng sập cửa một lát cho người đàn ông đi xa hẳn bà khách phòng bên cạnh lén bước ra hành lang một nhân viên khách sạn đang dùng chổi lau phủi thứ gì đó trên tấm thảm đợi cho người nhân viên làm xong đi khuất bà ta không chút ngập ngừng bước vào phòng bên cạnh cửa khóa đúng như bà ta dự đoán bà ta rút chiếc cặp tăm và mở lưỡi con dao zip nhỏ bắt đầu loay hoay có vẻ người phụ nữ khá thành thạo những loại công việc như thế này chỉ lát sau bà ta đã mở được khóa bước vào phòng thận trọng khép cửa lại việc đầu tiên là xem bức thư phong bì dán hở và bà ta dễ dàng bóc ra nội dung lá thư làm bà ta trao mày không có gì đặc biệt bà ta vừa dán phong bì như cũ thì nghe thấy có tiếng người trò chuyện dưới sân tiếng trò chuyện vọng lên phòng này qua ô cửa sổ để ngỏ bà ta nhận ra một trong hai giọng nói là của người phụ nữ thuê căn phòng này bà ta bèn bước ra gần cửa sổ để nghe cho rõ quả là hai mẹ con bà doan sắt clip đã về và bà mẹ đang to giọng với một người đàn ông anh bà doan tỏ ra rất bực mình với người đàn ông có vẻ là quan chức của sứ quán anh ông ta vừa mới đề nghị hai mẹ con bà rời ngay khỏi quốc gia trung đông này vô lý bà doan nhắc lại phố xá vẫn bình thường có gì đâu lại một lần nữa chưa chi các ông đã hoảng hốt giọng người đàn ông có vẻ đã quá mệt mỏi thưa bà chúng tôi cũng rất mong không có chuyện gì nhưng trách nhiệm của chúng tôi buộc chúng tôi phải bảo vệ tính mạng cho bà và cháu bà doan sắt clip giận dữ ngắt lời người đàn ông hành lý của chúng tôi cồng kềnh lắm với lại chỉ thứ tư này chúng tôi sẽ đáp tàu biển rời khỏi đây bác sĩ nói rằng ngồi tàu biển sẽ rất tốt cho sức khỏe của con jennifer cho nên tôi không đáp máy bay của các ông đâu người đàn ông trình bày rằng máy bay sẽ chỉ chở họ đến Aden sau đó họ có thể lên tàu biển như bình thường thế còn đống hành lý của chúng tôi việc ấy tôi xin chịu trách nhiệm không còn lý do để từ chối bà doan sắt clip đành nhượng bộ nếu vậy thì tôi đành làm theo yêu cầu của các ông vậy bà thở dài nói bây giờ tôi về phòng sửa soạn hành lý chứ xin bà chuẩn bị thật nhanh cho trong phòng doan sắt clip, bà khách phòng bên cạnh đọc nhanh nhãn dán ngoài chiếc vali rồi vội vã chạy ra ngoài. Đúng lúc đó, bà Doan bước ra khỏi thang máy, nhưng bà ta phải dừng lại vì cô nhân viên tiếp tân của khách sạn đã cuống quýt chạy bốn bậc một lên thang gác thở hổn hển đuổi theo bà. Xin quý bà tha lỗi. Tôi quên không báo bà biết là ông phi công em của bà lúc nãy đến đây tìm bà. Ông có vào phòng ngồi chờ một lát nhưng không thấy bà về nên lại ra và đi rồi, tiếc quá. Bà Doan nói với con gái, mẹ đoán cậu bốp cũng hoảng hốt như cái ông ban nãy. Ôi, cận ấy hấp tấp đi ra mà quên khóa cửa phòng, một sơ suất nguy hiểm. Vào đến phòng, nhìn thấy chiếc phong bì đặt trên bàn, bà Doan sắt clip kêu lên, ôi, có thư của ai kìa. Đọc xong thư, bà Doan leo lên vui vẻ, vậy ra cậu bốp vẫn bình tĩnh xem chừng cậu ấy không hay biết gì về tình hình đang nguy hiểm. Nhưng thôi, mẹ con mình phải đóng gói đồ đạc nhanh lên kẻo người ta kêu. Chà, đảo chính, đúng là trò dớ dần. Chưa bao giờ con được nhìn thấy một cuộc đảo chính đấy, Jennifer nói giọng đăm chiêu. Năm nay em đã 15 tuổi, còn lâu con mới được nhìn thấy, ôi tiếc quá nhỉ, cô bé thất vọng nói. Chương 5, nghe chọn bộ tại mê audio com Sáu tuần lễ sau, tại nước Anh, một người đàn ông trẻ tuổi kín đáo gõ vào cánh cửa phòng trong một ngôi nhà tại khu phố Bloomsbury ở thủ đô London. Đây là một căn phòng nhỏ. Một người đàn ông to béo, tuổi trung niên đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế tựa. Tấm áo vét của ông ta nhàu nát và dính đầy tàn thuốc. Mắt hơi hé mở, ông ta hỏi người trẻ tuổi mới đến, "Thế nào?" về cặp mắt của đại tá Peterway, người ta đồn chúng không bao giờ mở hẳn, cũng không bao giờ nhắm hẳn. Một số người khác thì quả quyết rằng ông ta thật ra không phải tên là Peter Way và cũng chưa hề là đại tá. Nhưng lời đồn đại thì tin sao được? Thưa đại tá, ông Edmondson ở bộ ngoại giao đã đến. Người trẻ tuổi nói rất khẽ. Peter Way không hề tỏ thái độ gì dường như ông ta vẫn còn ngủ cậu ta là bí thư thứ ba sứ quán ta tại Ramat phải không nhỉ thưa vâng đúng thế tôi nghĩ tôi cần tiếp cậu ta đại tá hờ hững nói đại tá peter way ngồi lại cho ngay ngắn rồi phủi qua loa tàn thuốc dính trên áo vét khách bước vào edmondson cao lớn tóc vàng trong bộ âu phục hết sức lịch sự đúng là một quan chức ngoại giao thái độ ông ta thận trọng, dè dặt cũng lại đúng là do nghề nghiệp tạo nên. Đại tá Peter Way, nếu tôi không lầm, khách nói, tôi được người ta cho biết là hai chúng ta nên gặp nhau trao đổi, vậy ư, mời ông ngồi. Cặp mắt viên đại tá dường như muốn nhắm vào, nhưng ông ta cố cưỡng lại, ông có mặt tại Ramat trong những ngày diễn ra cuộc đảo chính đấy chứ, vâng. Những hôm đó thật chẳng vui vẻ gì. Tôi cũng đoán như vậy. Bob Rollinson là bạn của ông phải không? Đúng thế, anh ta đã chết. Vâng, thưa đại tá. Nhưng tôi không biết có nên. Ông giấu giếm vô ích. Chúng tôi đã biết hết. Vậy là Bob Rollinson lên máy bay với hoàng thân Ali Yusuf ngay từ hôm đầu tiên và sau đó không ai biết tin tức gì về số phận của họ. Cũng có thể họ đã hạ cánh an toàn xuống một nơi nào đó trong vùng núi. Nhưng người ta lại tìm thấy xác chiếc máy bay trên dãy núi Avoles và thấy cả xác hai người ấy nữa. Tin này đến ngày mai mới được công bố trên đài phát thanh. Tin ấy chính xác chứ? Edmondson gật đầu, đại tá Peterway nói tiếp, họ bay trên độ cao rất có thể là gặp gió to. Nhưng cũng có thể do có kẻ phá hoại, thí dụ chúng gài săn một quả bom nổ chậm cuộc điều tra tiến hành đã khá lâu, và đến giờ vẫn chưa kết thúc, tất cả những chuyện đó thật đáng tiếc. Hoàng thân Ali Yusuf lẽ ra rất có thể là một quốc trưởng tuyệt vời, vì ông ta đã được thấm nhuần tư tưởng dân chủ, có khi chính vì thế mà ông ta bị đám kia chống lại. Nhưng chúng ta chẳng nên mất thời giờ vào việc luyến tiếc một ông vua. Tôi được người ta giao cho tiến hành điều tra một cuộc điều tra nào đó và những người quan tâm sẽ cung cấp tiền bạc, phương tiện. Nghe nói chính phủ hoàng gia nước Anh chúng ta rất ủng hộ họ. Ông hiểu ý tôi chứ? Edmondson điềm tĩnh đáp, người ta đã có nói bóng gió cho tôi biết về chuyện đó. Đại tá P.L. không nhúc nhích. Chắc ông biết là một vật rất có giá trị đã bị mất, người ta không tìm thấy trên thi thể các nạn nhân cũng như trong đống xác máy bay rất có thể nông dân địa phương đã lục lọi và lấy đi tất cả những gì có thể lấy được và họ cũng kín tiếng không kém gì các nhà ngoại giao các ông bây giờ ông hãy nói cho tôi ông còn biết được những thông tin gì nữa không có gì đặc biệt edmondson tự ái đáp ông có nghe nói về một cái gói nhỏ mà người ta đang ra sức tìm chứ nếu không phải thế thì tại sao người ta lại khuyên ông đến gặp tôi người ta bảo tôi rằng ông muốn gặp tôi hỏi một số điều cặp mắt đại tá Peter Way lúc này mới hé mở to thêm đôi chút. Nếu tôi đưa ra một số câu hỏi, ông sẽ trả lời nghiêm túc chứ, hẳn là như thế, thôi được. Vậy trước khi lên máy bay rời khỏi Ruma, Bob Rolliton có nói lộ chuyện gì ra với ông không? Về chuyện gì, thưa đại tá? Lần này, viên đại tá nhìn thẳng vào mắt Edmondson, thôi được, ông kín đáo là phải. Nhưng trong trường hợp này, kín đáo là không hợp thời nếu quả ông không biết ý tôi muốn nói đến cái gì thì câu chuyện giữa hai chúng ta nên dừng lại ở đây tôi e sau này ông sẽ hối tiếc là đã không cởi mở với tôi đấy xem chừng câu nói làm edmondson bối rối ông ta quyết định nói điều tôi biết thật ra khá mơ hồ bob với tôi có thống nhất một kiểu mật mã riêng mỗi khi chúng tôi thông báo cho nhau bằng điện thoại lâu lâu anh ta lại cho tôi biết một số thông tin anh ta thu lượm được trong cung điện hoàng gia ở ramat đổi lại tôi cũng thông báo cho anh ta những điều tôi biết ông cứ nói tiếp buổi sáng hôm cách mạng nổ ra bốp gọi điện cho tôi hẹn hai chúng tôi gặp nhau tại một chỗ quy định nhưng hai chúng tôi chưa kịp gặp nhau thì cuộc bạo động đã bùng nổ và cảnh sát chặn khắp các ngả đường tôi không gặp được bob và ngay buổi trưa hôm đó anh ta trốn đi bằng máy bay cùng với hoàng thân ali ông có đoán được bob rollinson gọi điện thoại từ máy nào không rất tiếc rằng không đúng là đáng tiếc thật ông quen bà Joan sắt clip trước chị của bob tôi có gặp bà ta đi cùng với đứa con gái nhỏ nhưng tôi chưa nói chuyện với bà ta lần nào hai chị em có thân thiết với nhau lắm không Edmondson nghĩ một chút rồi đáp tôi không dám quả quyết bà ta hơn tuổi cậu em rất nhiều, và bốp lại không ưa ông anh rể. Bốp thường gọi ông ta là, lão hoanh hoang. Bốp không lầm đâu, anh rể ông ta là một nhà kinh doanh tầm cỡ, và loại người đó vô cùng tẻ nhạt. Vậy là ông có cảm giác Bob Rollinson đã giao phó cho bà chị anh ta một điều bí mật tôi không dám chắc, nhưng tôi ngờ là như vậy. Thôi được, hai mẹ con bà Doan sắt clip, sau một chuyến ngao du trên biển địa Trung Hải, ngày mai sẽ cập bến Tilbury, trên con tàu Eastern Queen. Đại tá Peter Way im lặng chăm chú nhìn khách. Rồi, như thể đã quyết định một điều gì, ông ta chia tay cho Edmondson, ông đến đây là rất tốt, tôi rất tiếc đã không giúp ích cho đại tá được nhiều hơn. Rồi khách đi ra, liền sau đó, người đàn ông trẻ tuổi lúc trước dẫn Edmondson đến, quay vào viên đại tá nói ta đã định cử anh ta đến tilbury để chặn không cho bà doan sắt clip kia biết tin em trai bà ta đã chết nhưng rồi ta đã nghĩ lại thằng cha này công tử bột quá ta sẽ cử đứa khác thằng cha hôm nọ tên là gì ấy nhỉ thưa đại tá định nói đến derek ấy ạ à? phải rồi derek cậu đã hiểu ta tính sẽ làm thế nào chưa thưa đại tá tôi mới lở mờ hiểu chưa đủ đâu cậu phải hiểu thấu đáo mới được nhưng thôi hãy gọi thằng cha derek đến đây ta cần giao một nhiệm vụ cho nó